Mẹo vẽ tranh vô cùng hay ho luôn, thử cùng tôi nhé. Mẹo đầu tiên, bình thường khi vẽ chì lên như thế này rồi nhưng bạn muốn viết chữ lên đó nhưng lại rất khó đúng không? Thì đây là một cách vô cùng hữu ích cho bạn luôn nè. Mình sẽ dùng cái ngòi bút bi hết mực hoặc đầu ngòi chì kim không có ngòi như thế này, viết chữ mình muốn lên đó trước, dùng lực một cách vừa phải nếu không nó sẽ bị rách giấy đó nha. Sau đó mình sẽ đè chì lên, phần chữ tự nhiên sẽ xuất hiện ra ngay thôi. Áp dụng lên tranh thì nó sẽ trông như thế này nè. Mẹo số 2, khi bạn gỡ băng keo giấy ra thường gặp trường hợp làm rách giấy như thế này đúng không? Mẹo ở đây là trước khi dán bạn hãy dán lên quần hoặc áo của mình trước để làm giảm độ dính của băng keo lên giấy. Mẹo nhỏ nữa là khi gỡ băng keo hãy nghiêng một góc như thế này để có thể dễ dàng gỡ băng keo ra mà không lo bị rách giấy nữa nhé. Mẹo số 3, tôi cá là chúng ta đã từng một lần dùng cái cục tẩy xong nó bị dính chì rồi tẩy lên tranh nó bị dơ như thế này đúng không? Mẹo ở đây là hãy tận dụng cái quần lúc nãy bôi phần dơ của đầu tẩy lên chiếc quần đó để đảm bảo sạch như mới luôn. Còn bạn nào không mặc quần thì có thể tẩy nó lên phần quẹt của bao gym như thế này cũng vô cùng sạch luôn. Rồi, chúc bạn thành công nha. Ta-da!